Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối tai nghe M10, tai nghe M30, M19 và F9 nhé. Các dòng tai nghe này thì cách sử dụng nó cũng khá là tương tự nhau. Các bạn sẽ lấy tai nghe ra kiểm tra, các bạn sẽ thấy đèn nó nhấp nháy ở tai nhé. Đó, khi mà nó hai tai nó chưa được kết nối thì đèn nó sẽ nhấp nháy như này nhé. Rồi, sau khi kiểm tra thì các bạn sẽ bắt đầu lấy hai tai nghe ra này. Các bạn sẽ lấy hai tai nghe ra khỏi hộp sạc và để hai tai nghe ở cạnh nhau nhé. Các bạn lưu ý nhé. Các bạn đừng để ở tai nghe ở trong hộp nhé, mà hãy lấy tai nghe ra để ở bên ngoài. Các bạn quan sát cái đèn ở trên tai nghe giúp mình nhé. Khi nào đèn nó nháy đều cả hai tai cùng nhau nháy như này là được nhé. Tóm lại là các bạn phải để hai tai nghe ở cạnh nhau để chờ cho đến khi nào hai tai nghe nó được kết nối với nhau trước. Sau khi kết nối với Bluetooth thì các bạn mới nghe được hai tai nhá. Rồi các bạn sẽ vào phần Bluetooth này, các bạn sẽ tìm kiếm nhá tên thiết bị TWFSV 5.1 nhá, tên của nó nhá. Rồi chúng ta sẽ mở nhạc lên và nghe nhá. Em mà đọc môi hồng cho anh mừng đất anh trong củ khoai nắng che tay ướt ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng. Về cơ bản thì các thao tác chạm cảm ứng của các tai nghe này đều giống nhau hết nhé. Điều là chạm một lần để tạm dừng bài và phát bài, chạm hai lần để nét bài và lùi bài, và chạm ba lần để tăng giảm âm lượng nhé. Các bạn, đó chính là thao tác cảm ứng nhá. Các bạn sẽ phải gõ trên bề mặt trước tai nghe của chúng ta một chạm để chúng ta dừng nhạc và phát nhạc nhá. Bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác cho các bạn thấy nhá. Các bạn để ý cái sóng nhạc chúng ta đang chạy nhá. Bây giờ mình sẽ gõ một chạm chạy này. Bây giờ mình gõ dừng này, một chạm dừng này. Và tai nào của chúng ta cũng có thể thực hiện được nhá. Các bạn sẽ làm theo mình này. Một này. Đấy, thấy không? Một này, dừng này. Mở này. Và các bạn sẽ phải gõ hai chạm tiếp theo để chúng ta có thể nâng được bài và lùi bài nhé các bạn. Nhìn mình thao tác nhé. Một, hai này. Đấy, cực kỳ nhạy luôn nhé các bạn nhé. Giờ mình sẽ gõ lùi bài tiếp này. Một, hai này. Đấy, lại trở về bài cũ của chúng ta rồi. Một, hai này. Đấy, lại đi. Và các bạn sẽ phải gõ ba lần tiếp theo để chúng ta có thể tăng giảm được cái âm lượng của tai nghe chúng ta nhé. Khi chúng ta nghe nhạc. Bây giờ mình sẽ thực hiện này. Một, hai, ba này. Xin lỗi, mình ấn 2 chạm rồi, bây giờ mình sẽ ấn 3 chạm rồi. 1, 2, 3. Đấy các bạn thấy không? Đây này, chúng ta đã tăng giảm âm lượng rồi nhá. 1, 2, 3 này. Đấy, lại giảm. 1, 2, 3. Tăng. Và cuối cùng thì các bạn sẽ phải giữ tai nghe của chúng ta trong vòng 4 giây để chúng ta gọi xe đi và tắt xe đi nhá. Bây giờ các bạn mình thực hiện này. 1, 2, 3, 4 nhá. Đấy, như vậy là chúng ta đã gọi xe đi rồi nhá. Và bây giờ mình sẽ tắt xe đi nhá. 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4. Đấy, như các bạn thấy. Và cuối cùng các bạn sẽ giữ trên tai nghe 5 giây để tắt nguồn và giữ 5 giây để bật nguồn nhé.